Có cô này những đứa gặp cô, cô nói dạ thưa thầy, con là cư sĩ ở ngoài đời, biết rằng niệm Phật con thấy cũng hay, nhưng con cư sĩ ngoài đời, con thích cỡ ngựa ngắm hoa. Như Đức hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? Nó dạ con gần 60. Cô có nghe cái câu nói 60 năm cuộc đời không? Tuổi này mà còn đi ngắm hoa nữa. Cô về cực lạc đi, cô tha hồ mà đi ngắm, đúng không? Nên có những người mà mình gặp người ta, mà mình nghe người ta nói mà người ta biết Phật pháp rất là nhiều. Câu này ngán lắm. Biết rất là nhiều, rất là ngán. Phật pháp không phải là biết nhiều, biết ít, mà đòi hỏi bạn có góc độ chọn hay không. Bạn nhiều, nhiều người yêu, nhưng đòi hỏi bạn chấm được một cái thằng nào mà tử vi được tốt. Cái này mới là góc độ nè. Còn hơn là bạn nhiều người yêu mà bạn không chọn được ai. Có rất nhiều người con gái đẹp trong cuộc đời này, vì họ đẹp quá nên họ rất nhiều người yêu họ. Nói tóm lại là họ cũng có cái duyên đó nhiều, nhưng mà họ không bỏ được ai. Họ nghĩ rằng bây giờ bỏ này cũng tiếc, bỏ kia cũng tiếc, bỏ nọ cũng tiếc, nên mỗi thằng bỏ cái hàng chục. Cuối cùng mình vẫn là người bị bỏ. Ghê không? Bỏ cho thằng chút, cuối cùng mình là người bị bỏ. Thế thảm chưa? Ba bốn thằng nó biết được, nó nhỏ này ghê thiệt, nó gái mà nó bắt cá 4-5 tay. Thôi 4-5 thằng mình bắt con cá này luôn đi. Phiền không? Tại vì mình có hành động gì, có tâm gì, nên 4-5 thằng nó kết hợp lại bắt con cá này. Chiên xù con cá này xong rồi tao bỏ mày lên dĩa luôn. Nhâm nhi rượu đế, 5 thằng nhâm nhi một con cá, nguy hiểm không? Nên mình có được nhiều bạn, mình phải chọn ra được một người bạn chí cốt. Đó mới là góc độ sâu. Mình quen nhiều thầy, nhưng mình chọn ra một thầy để học tập. Mình biết nhiều phương pháp tu, nhưng chọn một môn để mà tu. Người vậy mới người cực kỳ sâu sắc quý vị. Học hiểu biết rất nhiều, nhưng phải chuyên môn một nghề. Vậy thì mình chuyên nghề nó mới hay. Còn nếu như mình đa nghề, vậy thì dùng mình làm sao được đây? Đa nghề sao dùng được đây? Nên những đức nói rằng, thí dụ như quý vị mở một cái tiệm gì mà nhìn được mục tiêu rồi mà kiên trì cái nghề đó, là quý vị thành công nghề đó. Dù là cái sạp rau đó cũng thành công ấy. Cái dựa rau sau này nữa. Lâu ngày, một sạp rau có uy tín, lâu ngày thành một cái dựa rau chính để bỏ lẻ ra, nó cũng thành công rồi đó, thấy chưa? Nhưng mà bữa nay nghề này, mai nghề nọ, có khi không nghề nào ra nghề nào. Nên tu cũng vậy. Nghe nói mà tôi biết Phật pháp nhiều dữ lắm, biết nhiều lắm, chưa chắc đâu. Tôi đâu có biết nhiều lắm đâu, đúng không? Vừa đầu óc khỏe nè, không biết nhiều lắm, đầu óc khỏe nè, rảnh rỗi đầu óc nhẹ nè, mà lại tu sướng. Vì sao? Vì có mục tiêu, có một môn rõ ràng luôn, ngày nào cũng niệm Phật. Bây giờ những đức lên chia sẻ Phật pháp với quý vị, cái gốc vẫn là có Phật hiệu, còn những cái thứ khác cứ nói thoải mái, nhưng mà quy về có Phật hiệu. Quý vị thấy rằng có một cây dù thiệt là to, mình phải nhìn ra được cái chân dù là một điểm, nhưng cái bung ra rộng, bung rộng nhưng thật sự nó chỉ là một cái chân thôi. Cái quạt đã quạt trên đầu quý vị kìa, quý vị nhìn đi, cái quạt nó quay tứ tung lang tang, nhưng điểm chính của nó là ở đâu? Là nhờ nó bám được một chỗ nó mới quay được đó. Nó đều là một nguyên lý hết quý vị đó. Nên từ nơi đó, còn như quý vị ngồi gì, dù là cặp mắt quý vị nhìn tứ hướng đi chăng nữa, nhưng điểm chính vẫn là mông.
đúng không? Mông phải ngồi được chỗ. Bây giờ quý vị ngồi gì mà mông cái này xề đồ kia, xề chút chắc người ta xúc quý vị đá luôn, xề tới xề lưu hoài, thấy không? Cái gì nó cũng phải có điểm trụ của nó, phải trụ cho chắc, vậy thì mới thành công. Vì thấy nghe nói một nguyên lý đúng không? Nên quý vị mà nghe cái người chuyên tu là quý vị sẽ có đường đi liền, chắc chắn luôn. Còn quý vị nghe cái người mà tạp tu là quý vị khó học. Mà chừng nào quý vị mới nghe được người tạp tu được mà sanh trí tuệ? Chừng nào quý vị chuyên tu đi, rồi quý vị nghe tạp tu dẫn trí tuệ luôn. Khi bị chuyên tu á, quý vị đọc sách nào cũng trí tuệ chứ. Tại vì sao? Đọc vô thấy môn nào hay lụm phù hợp bỏ vào, lấy cái gì hay lụm bọc phù hợp bỏ vào, những cái gì mà thấy không phù hợp cho ra, những cái gì phù hợp bỏ vào. Nên cái người mà khi chuyên tu thì đọc sách làm sao cũng thành trí tuệ. Còn cái người mà tạp tu càng đọc thì càng tối, càng đọc càng mắc phương hướng đó, cho vị biết á. Giỡn đâu. Nên khi mà chuyên rồi là mừng lắm, chuyên được mới mừng. Mà vị chuyên được mới mừng là vì sao? Vì quý vị đã có mục tiêu tu, có con đường hướng tu, có một phương pháp tu, có một chỗ đi về. Từ nơi đó mà quý vị, bây giờ quý vị có lang thang thì sao, bây giờ quý vị cũng là gì vậy? Tại vì mình đã duy trì rồi, duy trì được mục tiêu rồi, đâu có sợ nữa. Sợ nhất là hiện tại quý vị đang tu, nhưng mà quý vị là không có phương pháp tu. Quý vị hiện tại quý vị đang đi tìm kiếm, đây là cái khổ nè. Đang đi tìm kiếm, dù gặp rồi cũng không biết sao mà chọn nữa. Không biết chọn lựa, mà vì sao không chọn lựa được? Vì quý vị không tu. Không tu làm sao chọn? Giờ cỡ ngựa ngắm hoa, làm sao biết được hoa nào sao? Ngắm thôi mà, chứ vị đâu có năng hoa ra đấy để ngửi hương đâu. Ngửi hương hoa thì mình mới biết được hoa nào mình chọn, đúng không? Cái này chỉ là cỡ ngựa ngắm hoa thôi, thì ngắm hoài đi chăng nữa, mỗi một loài hoa nó có vẻ đẹp khác nhau, hoa nào nó cũng có vẻ đẹp đó. Tùy theo góc độ nhìn của con người đó thôi. Pháp thì pháp nào cũng lợi ích, mỗi người tu đều có lợi ích. Nhưng để chọn một cái pháp tu mà người nào tu cũng được, vì thì thờ mạt pháp này Phật chỉ mình, pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ là pháp đặc biệt, phải nhớ. Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm. Nhờ tu pháp môn tịnh độ, quý vị thấy không, ba bốn bữa nào thì lên thuyết pháp cũng được, mà hay lắm nghe. Cái người mà chuyên thuyết pháp tịnh độ, những đức nói cho vị nghe, cái người mà không phải chuyên giảng tịnh độ, cái hoàn cảnh giảng pháp của họ mới bị, chỉ cần thay đổi một phát họ lên giảng được mới sợ, không giảng được. Nhưng mà cái người mà giảng tịnh độ chuyên nhất đó quý vị, bị đẩy họ sao cũng giảng được. Tại vì sao? Vì cái chuyên á thì nó phát triển dễ chứ lắm. Nên như đức khuyên quý vị có Phật hiệu nên chân thật mà niệm đi, thù thắng dữ lắm. Nên Phật tử mà về đây mấy ngày nay đều nghe những đức khuyên dạy niệm Phật không, nói dòng do một chút những đức cũng đẩy vô niệm Phật, là thấy chưa? Cái hay của mình là ngay chỗ là nói dòng do một chút đẩy vô niệm Phật. Giảng nó có phương hướng, giảng nó có phương hướng rõ ràng. Còn nếu không, người ta giảng nó quá mở rộng. Quý vị nghe nhiều người giảng pháp đúng không? Người ta mở rộng dữ lắm, mở rộng đến mức mà cả người ta cũng không biết quay gì. Mở rộng quá mình gì không có được, đi quá nhiều đường cuối cùng lạc lối. Nên mình chỉ có một con đường đi, nó chắc ăn lắm quý vị à. Nên ở nhà cố gắng mà niệm Phật. Bên nay ở đây còn khoảng 100 bộ tượng Phật Tam Thánh nè. Ở đây ai chưa có tượng Phật mà muốn thỉnh đâu, đưa tay coi quý vị. Còn số người này cũng đông nè. Một chút quý vị, những đức nói chuyện xong lại đây, những đức tặng cho, đưa cho cái phiếu. Nhận cái phiếu xong á nghe, qua cái bảo tháp kế bên nè, ngang đây có bảo tháp nè, rồi mấy thầy tặng cho nghe. Thỉnh đi, sẵn có dịp đi đến đây, gia đình nên thờ bộ Tam Thánh đi quý vị. Ở nhà những đức nói nghe, mỗi một gia đình mà có thờ Phật, có niệm Phật, ôi nó hạnh phúc gì đâu. Hạnh phúc lắm. Chùa có khi á mình đi đến đây được gì, nhưng có khi một ngày nào mình không có đi đến được đâu.
cho quý vị biết đó. Ở cái cõi này thịnh si nó bất thường lắm quý vị ơi. Có khi ngủ một đêm ngày mai thức dậy mình nghe tin cái gì nó cũng hoàn toàn thay đổi. Vì cái cõi này là cái cõi gì đó quý vị ơi. Nên những đức nói quý vị nắm chắc câu Phật hiệu, dù ở đâu cũng phải niệm Phật. Đó, hay là vậy đó. Trời ơi, mình thấy như mấy buổi giảng mấy bữa đây nè, cái bữa nhà văn hóa, quý vị về quý vị coi đi. Ôi, cuộc đời nhà Đức mà đi tu mà nhà Đức nó không ngờ luôn. Vậy đâu mà cái buổi giảng gì đâu mà người ta gì đâu mà. Mà nó, cái nhà văn hóa không ngờ nó quay phim quá trời đẹp. Đúng quý vị. Trời ơi, Hòa Thượng ngày cắt cái nhà văn hóa đó lên mà người ta giảng pháp mà quay phim của đó nó xứng đáng cỡ nào không quý vị? Xứng đáng cỡ nào không? Đó, quá xứng đáng. Tại vì ta ngồi người ta tu, ngồi ta nghe pháp. Những đức nói với vị nghe chứ. Về đây cái quan trọng là người ta thích nghe thuyết pháp đó, đừng nói chuyện dân chơi. Ừ, thích nghe thuyết pháp đó. Bắt hồi lại Phật mệt thế mồ. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Tại do ông thầy không tu chung đó, tu theo đó. Ông phải nghe, ông phải nghe. Nghe rồi tu chút thì được. Chứ thử đi, lỡ đây mà một ngày mà bắt tu hoài luôn, thầy đừng có lên đi. Lần sau trưởng đoàn gũ đi khó lắm. Khó lắm á. Giỡn đâu. Trưởng đoàn mà gũ họ đi toàn là những người tinh tấn mới đi không à. Chứ những người mà hơ hơ giải đại với mớ mớ á, thôi bà ơi bà, tôi về chùa đó chứ bắt tu chết. Bắt lễ Phật hoài, đi một chiến sợ quá. Quý vị mà trưởng đoàn dẫn ta đi đến đây á, nhiều người ta đi chung ta nói một câu này nè: công nhận thầy nói chuyện ngằn ngủi vui nghe, vì sao đi cho tôi đi với bà. Ta nói vậy đó. Đó, thấy không, ta thích vậy mà. Đó, nên cái cõi này khôn dại lẳng lộn dễ độ sanh. Khôn dại lẳng lộn dễ độ sanh. Nên cái người mà ra vẻ mình khôn không, người ta thấy nó sợ. Vì người ta không gần được. Nên có những lúc mình phải dạy khùng khùng điên điên. Mà cái cõi này á, nói rõ ra chúng ta tuy là nói mình khôn vậy chứ, chứ thật sự là mình ba trợn nhiều hơn. Cõi này đa phần mình ba trợn á. Những đức hỏi quý vị, nó không ba trợn mà nó chui vô cái bụng người ta, ở trong đó đâu có đơn giản đâu. Trong kinh Phật nói là địa ngục máu. Mình ở trong bụng mẹ là xung quanh toàn là máu mủ hôi tanh, phân tiểu gớm ghê. Mình nằm trong đó, người ta mà trí tuệ là người ta đi qua sen mọc ra, qua nở thấy Phật ngộ vô sanh à. Còn mình là những đức nói hơi ba trợn, hơi ba trợn nghe. Còn nếu như mà mình khùng luôn thì mình chui vào bụng chó, bụng mèo, bụng heo, bụng vịt, súc sanh. Còn mình mới hơi ba trợn à, nên nó còn biết đường chút, chui vào bụng mẹ. Đúng không? Chui vào bụng mẹ. Nên vì để ý đi, cái tâm của người con gái, con gái thì nó quý cha, thì nó ái cha, hiểu không? Con trai ái mẹ đó. Lúc mà người nữ mà nó nhập thai đó là nó thích thấy gần với cha, nên nó mới nhập thai làm nữ. Còn con trai là thấy gần với mẹ nên nó mới sanh ra con trai. Nên quý vị thấy ý trong nhà đi, ba mà chỉ cần mà gầy la mẹ là con trai nó ở bên mẹ cho lắm. Còn mình mà nói cha là con gái nó bên cha. Thấy đa phần đúng không? Nó nguyên lý gì đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Ông thầy giảng thì nữ thích nhìn, thích coi, nam ít, hiểu không? Nhưng mà nói tóm lại là tăng giảng pháp
thì chúng thích hơn. Giống như những đứa coi phim á, mà phim nào mà nữ mà đóng vai chánh những đứa không thích coi, ngộ vậy đó. Những đứa thích đàn ông đóng vai chánh, đàn bà phụ thôi thì những đứa thích, còn nữ mà đóng vai chánh những đứa coi những đứa không thích gì mấy à, ngộ vậy đó. Nên những đứa nói rằng là người nam phước họ lớn lắm quý vị. Cái sự thành đạt của người đàn ông nó nhiều hơn người phụ nữ dữ lắm. Nó giống như mà cái câu chuyện mà đất nước chúng ta, mà một người phụ nữ thành công, mà khi mà giặc nó thấy người phụ nữ này thành công vậy, nó mới tính ra được cái kế. Nó qua nó đánh thì nó kêu quân lính là cởi quần áo ra hết, lỡ đánh. Người phụ nữ này từ xưa giờ không có biết nhiều về đàn ông, gặp cái cảnh đó chịu đâu nổi, ngại quá, cuối cùng bỏ chạy, tay chân bủn rủn hết chứ. Cuối cùng chặn đánh nó đánh thắng. Thấy mua lượt người đàn ông ghê chưa, thua vài keo nhưng mà họ nghĩ ra đây là người phụ nữ. Thành đạt thì khó có người đàn ông nào mà đến với họ được, thì họ là người phụ nữ không có đàn ông, thì họ mới nghĩ ra cái kế cởi đồ ra hết trơn qua đánh mấy người phụ nữ bủn rủn tay chân hết trơn, chạy đánh thắng luôn, đúng không? Gặp đàn ông kiểu đó, gặp người đàn ông phụ nữ dám làm gì không? Dí áp với sợ. Đàn ông nó ghen hơn. Phụ nữ mà vậy đàn ông nó bay lên, nó vượt, nó đè thấy mù. Sao dám? Đúng, đàn ông mình ghê chưa? Đàn ông mình dễ dàng hù như được. Còn gặp mà đàn ông mà nó làm đàn ông vậy, trời ơi, nó lỡ nó cắt chùi lũi hết. Thì đừng nói chuyện giận chơi, dễ gì chịu thua mấy ông, thấy chưa? Nhưng mà phụ nữ thấy yếu hơn, thấy chưa? Thành công nhưng mà nhất thời, thấy không? Còn đàn ông mà thành công mới lâu dài. Nó nên cuộc đời mình á, may mắn lắm mình mới gặp được người đàn ông có chí hướng. Nó có chí hướng mình mới đi theo được, chứ gặp người đàn ông mà nó không có chí hướng mình đi theo làm gì giờ? Nó nên á, Khổng Lão Phu Tử năm xưa giỏi gì đó, nhưng mà ông đi tìm một vị minh quân để ông phò, vậy mà tìm không ra. Tại vì người nào cũng dò thấy ông giỏi quá, sợ ông chiếm nước, cái tâm ích kỷ mà không có được Khổng Tử. Phải chi con người mà có góc độ một chút là có Khổng Tử rồi, chắc chắn luôn. Nên từ nơi đó mà khó tìm ra một người mà cái góc độ sâu lắm quý vị. Nên trong cuộc đời con người chúng ta mà khi làm được việc thiện, việc tốt, mình nên mừng. Mừng khi mình đang làm được. Một ngày nào làm không được là chúng ta phan duyên phì phức lắm. Nên cái duyên mà tiện về được gì nè, phải cố gắng. Dù mình khó, dễ gì chút, nhưng mà mình phải kiên nhẫn. Vì người ta mình kiên nhẫn được nha quý vị. Mà xong rồi nó vui lắm nghe. Những đức thấy 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm chiến này, những đức thấy đúng rồi cũng lên bờ xuống ruộng ghê. Đúng là nó khó khăn hơn mấy lần trước ghê. Chuyện này chuyện nọ tùm lum, đúng không? Đúng là cây cao gió lớn, cây càng cao lên gió càng lớn quý vị, hiểu không? Đó. Nhưng mà cuối cùng rồi cái cây mình vẫn còn đứng được là cũng may. Nên khi những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm, cái lại cuối cùng hôm qua, những đức chỉ cầu với Bồ Tát Quán Thế Âm một cái cầu thôi. Cầu cho con được kiên định tâm. Vậy thôi, không cầu gì nữa, cầu kiên định tâm là đủ rồi. Mà quý vị cũng nên cầu kiên định tâm. Con người mình rất dễ dao động tâm. Đụng cảnh duyên là mình dao động, mình thất bại liền quý vị. Mà nó kiên định tâm được thì nó mới thành công nghe. Dù cho mình gặp sự cố này, sự cố kia, sự cố nọ, nhớ nè, quý vị nghe nè, dù là sự khảo đảo gì, lúc mình lỡ bứt bỏ gì một cái, bình tĩnh suy nghĩ lại liền, niệm Phật, A Di Đà 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 Phật,
chưa nghĩ ra được. Tiếp tục lên lễ Phật một thời 45 phút, cầu Phật gia hộ cho con lé ra ánh sáng. Có liền, có liền, chứ không phải giỡn đâu. Hôm qua 1 giờ mấy khuya, 2 giờ mấy chú hôm qua ông báo với nhà Đức. Nhân Đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ là có người mình mà gặp chuyện mà mình đông đỏng lên là mình thua liền quý vị. Đông đỏng lên là mình thất bại liền. Gặp sự cố một cái bình tĩnh tính ra coi. Dự định tập trung Phật tử buổi sáng, một là giảng pháp một cái, tặng máy niệm Phật luôn đi, nghỉ. Không, như vậy thì nó có sự không hay, sống trong đoàn thể. Hai, lễ 500 danh hiệu xong, tặng máy luôn, nghỉ. Vậy thì cũng không tròn cái nguyện 2000 lại. Ba, lễ buổi sáng, ngày đó thuyết pháp thêm 2 thờ, tối lễ thêm 500 danh hiệu. Cách này viên mãn nhất. Rồi, đưa lên mấy phương hướng quý vị, đưa lên mấy phương hướng, cuối cùng phương hướng thứ 3 ra luôn. Xong về suy nghĩ, bây giờ nếu mình lại luôn thì một là mình cũng chứng tỏ được, tính ra nghe, chứng tỏ được là đối với Phật tử là thầy này công nhận dữ thiệt nghe. Ông đứng ông lễ luôn, sướng luôn mình nói. Nhưng mà mình chứng tỏ được gì, lỡ mình nằm luôn thì sao? Hiểu không? Mệt quá rồi. Mình chứng tỏ gì, lỡ nó té cái rầm thì mắt thật chì lắng chạy, không được cái gì đó. Hiểu không? Suy nghĩ nó thôi, mình chơi cái này mạo hiểm quá, thôi bắt âm thanh lễ, mình đứng đó mình lễ cũng được rồi. Hiểu không? Mình lúc đó thì Đức nói hồi để chiều đi, dưỡng sức chiều mình lễ. Cũng thích chứng tỏ nghe, thích chứng tỏ ta đây đồ ghê lắm. Cái ngã mà người giỏi là phải có cái ngã. Mà cái ngã gì người ta mà phải hiểu ra cái bộ mặt của cái ngã. Xong chiều lại như Đức nói, bây giờ mày lại luôn, nhưng mà tao hỏi mày, nếu như hồi sáng mày đã lễ mới lễ đây, mà giờ này mày sướng nữa, rồi ngày mai chủ nhật chưa chắc mày nghỉ đâu, nó tiếp tục vậy, rồi mày sao? Mày bắt âm thanh luôn đi, có gì đâu, đúng không? Rồi bắt âm thanh luôn. Rồi nhà Đức mới thấy ra mô hình, thì ra là bắt âm thanh lễ đặc biệt chứ đâu có gì đâu tệ. Chỉ cần có mình ở đó là được rồi, chỉ cần có mình đó lễ là ngon rồi. Sợ là mình trốn á, mình trốn là thất bại. Mình bật âm thanh mà mình đi chỗ này chỗ kia, hoặc là mình lựa lờ á. Quý Phật tử, thầy quá bận chuyện nên quý vị lễ đi nghe. Thầy bận công chuyện lắm, thầy thuyết pháp xong rồi quý vị cứ lễ đi. Những Đức nói thiệt với quý vị, ở dưới Phật tử ngơ ngác hết chứ. Vì ông thầy hướng dẫn không lễ chung, nó lễ chứ nó không còn tâm trạng. Thật sự không có tâm trạng. Còn mình về phòng ngủ giấc, hiểu đó là mình xấu số. Phật tử người ta hết tính trọng, nhưng mà mình lễ với người ta luôn, vậy là những Đức thấy được rồi đó quý vị. Nên từ hôm nay lễ viếng Quan Âm 2000 lại là 2 ngày, 2000 lại là 2 ngày. Từ hôm nay chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát không còn dính dáng cái chuyện thứ bảy chủ nhật nữa, ngày nào cũng đi được hết. Hiểu rồi, chúng ta đã phát tâm là được rồi quý vị. Dù là thứ tư, thứ năm gì, chỉ cần chúng ta quyết định lễ là Phật tử sẽ đi, đúng không? Bây giờ mình đừng có dính vô cái chuyện bây giờ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, khỏi dính vô đó nữa. Chúng ta bây giờ ngay 18, 19 hay gì đó thì chúng ta cứ làm đại 2 ngày đi, kết thúc luôn, đúng không? Vậy là được rồi. Nhưng Đức tính ra, một là quý vị công việc quý vị thật sự nhà cửa mà bỏ 4-5 ngày mà đi kiểu này, cứ khi đi tu về mặt lớn mặt nhỏ, nó nhà nó lo cho con gia đình nó cực, mình đi về nó mặt lớn mặt nhỏ làm sao? Trong đây thế nào cũng có, thế nào cũng có. Kiểu mà đi tu về mà nó đi vòng vòng, nó dè dè, nó nhìn về 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 xung quanh, nó nhìn, nó nói đi đâu
Cả năm ngày nay mà tưởng nó bỏ nhà bỏ cửa đi luôn vậy. Sao mày không xách gói mà theo ông thầy luôn đi? Thì cũng có nói câu đó đó chứ không có giỡn đâu nghe. Nó thấy tối ngày tao nghĩ không biết, mà tao là chồng mày không biết hay ổng chồng mày không biết nữa. Thế mà tối ngày mày đem máy niệm Phật rồi, tiếng ông niệm rồi xong á mày cứ nghe ông giảng, tối ngày mày cười hú ý. Có khi mày vô trong phòng á mày nằm một mình mày nghe lầm cho mày cười. Tao tưởng đó mày khùng à. Nào. Giết ở tức. Nó thiệt quý vị chứ, nếu như những đức mà là người đàn ông ngoài đời mà gặp vợ gì những đức cũng tức. Tức. Tại vì sao? Vì giết rồi vợ mình không biết nó đặt mình ở đâu không biết. Nghĩa là nó sống với mình mà tâm hồn nó gỡ ở đâu á. Mà giết rồi mình tu giết quý vị. Cái tâm hồn mình nó gỡ vào cái chỗ nào đáng gỡ. Chứ bây giờ bắt buộc mình gỡ cũng không được, không hiểu à. Giống như trong cuộc đời mình sống cho nó hết cuộc đời này. Những cái gì trong cái cõi đời này mình trả cho sống. Giết rồi nó vậy đó quý vị. Nhưng mà quý vị đừng có nên thành cái tiêu cực vậy nghe. Thành vậy là không có được. Mình học Phật làm sao mà mình chấp nhận được cái hoàn cảnh mình đang sống. Nó với cảm giác làm sao mà đem Phật Pháp á, nó áp dụng với Phật, với Pháp, với Tăng được an lạc. Mà nó cũng lấy cái Phật Pháp để áp dụng với con người đang sống. Mà nó có cái sự mà sống có tình nghĩa, sống có niềm vui. Hiểu không? Thì mình học Phật vậy nó đặc biệt quá quý vị. Hiểu không? Học Phật vậy đặc biệt quá. Nên những đức nói rằng là mình tí là học Phật, mục tiêu mình cầu sanh cực lạc. Nhưng mình đừng có bao giờ nhạt nhẽo đối với chồng hay vợ. Đừng có nhạt nhẽo. Mà mình phải làm sao đem vào Pháp để áp dụng mà bản thân mình nó cảm thấy sống động. Sống phải động. Hiểu không? Nó... có khi mà chồng mình mà râu mọc dài quá, mình lỡ mình nói này đây thì cạo râu chứ. Sống động, hiểu chưa? Tuy là những hành động nhỏ vậy thôi nhưng mà nó một ăn tình gì đó. Có sao đâu, người ta là chồng mình mà. Chứ đừng có bao giờ mà lúc nào cũng chỉ niệm Phật rồi nghe Pháp rồi cười khứ khơ một mình. Vậy thì giết cái chồng nó cảm thấy mình bị, nó bị bỏ rơi quá. Sự học Phật quý vị sẽ có trở ngại. Hoặc là lỡ chuyện vợ chồng nó có chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra. Và lúc đó người ta lại đánh giá Phật Pháp. Từ khi là hết duyên hết nợ thì thôi. Chứ bản thân mình cảm thấy mình cũng đã làm một vai trò một người vợ, nó cảm thấy cũng hết lòng. Chứ không phải là mình bê tha. Nên tu được, nhưng phải làm sao đối với gia đình cũng phải được. Hiểu không? Đó. Cái cuộc sống bây giờ quý vị ơi, nó không phải đơn giản đâu. Nhưng nếu quý vị muốn thành đạt sự nghiệp xã hội, nó phải có cái hương vị Phật Pháp mới được. Vì nó không có hương vị Phật Pháp vì sống nổi đâu. Nó khô khan cằn cỗi lắm. Thí dụ như một người phụ nữ mà họ được học Phật đi, họ được một ông thầy dạy cho mà nội tâm an lạc đi, thì đúng ra người chồng mà hiểu thì mừng, vợ mình nó sẽ đẹp. Cái cách mà dưỡng nhan sắc là nội tâm á, chứ chưa hẳn là trang điểm đâu. Trang điểm nó chỉ ảo bên ngoài, cái bên ngoài thôi. Nhưng mà làm sao dạy cho họ phát được nội tâm vui á. Một người phụ nữ á, như một loài hoa vậy đó. Nó không phải là chỉ ảo bên ngoài là đẹp đâu, mà đòi hỏi là cái gốc đó nó phải bám rễ làm sao được tươi tốt, được hút phân hút nước, thì tức khắc cái hoa này nó mới được đẹp. Hiểu không? Đó. Nên các cô đi về chùa mà tu giết á, các cô á, chậm già là do gì? Các cô vui nhiều đó. Vui nhiều với nội tâm mấy cô an lạc á, thì cái đây là cái cách mà chăm sóc các cô á. Nó gồi giết rồi từ từ á, tế bào mà nó tái tạo tốt, cơ thể lại khỏe, mà người lại sức sống nhiều, người nó có đầy đủ sức sống. Nên từ nơi đó mà cái cuộc đời các cô nó cảm thấy nó có hương vị của cuộc sống. Con người ta thường á, người ta cực khổ, người ta chỉ nghĩ rằng mùa xuân là tới Tết. Còn mình là người tu á, là mình mà vui rồi, ngày nào mình cũng có mùa xuân hết chứ á. Thấy không?
Ngày nào cũng có mùi xứng chứ á. Bây giờ các cô ở nhà mà nghe Đức giảng các cô cũng vui nữa. Ở nhà mà nghe giảng cũng vui nữa. Đi làm gì về rảnh rảnh cái bật lên nghe giảng. Một là thời gian trôi qua rất mau mà có những cái câu nó đột phá. Có những cái câu nó làm giải tỏa tâm tư. Có những cái câu làm mình vui lắm. Và có những cái mà thắc mắc, có những cái mà không cởi mở được. Thì những bài giảng những Đức nó lại cởi mở giùm các cô. Những Đức nói một buổi giảng là trong đó có đầy đủ hết trơn. Mấy cô nghe là sẽ dính hết trơn. À, nội mà mỗi lần giảng mà những Đức cứ kêu lên, những Đức nói đừng có buồn dặn ai để trong tâm. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu của thầy dính rồi còn cái gì nữa. Nghe cái dính liền à. Bây giờ mình lấy nhầm người chồng, mình cũng bằng tuổi nhỏ đó. Mà tại sao mình lấy nhầm chồng mà không thương, còn nhỏ kia chồng thương. Số phận. Mà số phận là từ đâu ra? Từ nhân gieo quả gặp. Hiểu không? Nhân gieo quả gặp. Mình đừng có dùng cái câu đúng là cuộc đời tôi nó xui xẻo gì đâu. Lấy nhầm cái thằng chồng mà nó kỳ cục á. Xui xẻo cái gì tầm bậy. Mình lại gieo cái nhân này chứ xui gì. Trong đời kiếp nào thì mình đối xử với nó cũng như nó bây giờ đối xử với mình. Giống như Đức kể câu chuyện mà cái bà đó đó. Bà sống với chồng mà. Mà chồng bà chuyên gia là cắn bà. Nhớ không bà không như Đức kể nhớ không? Bà dạch cái tay lên. Cho những Đức coi bà nói là nó cắn đầy tay. Cắn đầy mình. Bà nói để con dạch cái lưng cho thầy coi nó thôi được rồi. Tay được rồi lưng chi nữa. Biết à. Nó cắn thấy ghê. Xong những Đức chỉ bà. Bây giờ bà sợ nó cắn bà đúng không? Mà nó vẫn cắn. Vậy thì thôi. Bà nghe giảng xong bà về bà đưa cái chân đại cho nó cắn. Coi chừng nó không cắn. Trời ơi bà vừa đưa cái chân nó cắn bà còn dữ hơn. Bà lỡ bà gặp Chương Đức bà nói nè. Trời ơi thầy thầy nghe thầy nói con cũng làm thiệt. Thầy dạy sao con nghe vậy con về. Con đưa cái chân lên con thử coi. Nó có cắn không? Con trả nợ bước cho rồi. Con đưa ra nó cắn chầu ốm. Nhưng Đức nói vậy là hai tay mình mẩy với cái chân rồi. Vậy thì còn một chân nữa. Bữa sau cô dạch cái chân bên đây lên cho nó cắn bữa đó đi. Cho xong. Nói tàu là tàu thấy ghê thì quý vị thấy nó khổ chứ quý vị. Nó khổ kinh khủng luôn quý vị thấy không? Trời cái cảnh tình đó mà ngày nào cũng bị tra tấn. Ngày nào cũng tra tấn. Rồi xong nhờ Phật Pháp giải tỏa. Mà cái bà đó bà sống ở trong cái khổ đau. Mà bà lại có một con đường giải thoát. Thấy chưa? Sống trong cái khổ đau mà có con đường giải thoát quý vị. Nhớ nè. Phật nói này các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi. Rồi về cực lạc hết khổ. Chịu khổ một đời ngắn ngủi về cực lạc hết khổ. Cái khổ nhất của chúng ta là gì? Cái khổ nhất của chúng ta là chúng ta không có con đường đi về giải thoát á. À, khổ nhất là như vậy đó. Dù bây giờ niệm ấm chăn im á, nhưng một ngày nào chết đi nó đọa tam đồ ác đạo biết chừng nào mà ra. Con ở cõi này á, dù có khổ cỡ nào cũng là tạm bợ. Con đọa tam đồ ác đạo mới là vĩnh cửu khổ đau. Nên bây giờ cái khổ của chúng ta ở cõi này mấy chục năm chưa phải gọi là khổ. Đừng có than van quá. Mà trong cái khổ đó đó, càng khổ thì càng muốn niệm Phật, càng khổ thì càng muốn tu. Không, càng khổ càng muốn niệm Phật, càng khổ càng muốn tu. Nhìn Đức nói với cái bà bị cắn, nhìn Đức nói bà cứ niệm Phật. Bà không niệm Phật vãng sanh, đời sau bà càng bị cắn. Kinh khủng không? Đúng rồi, ghê thiệt. Thì ở đây nhiều bà đa phần bị cắn. Nhưng mà ai mà cắn ác ôn như cái thằng kỳ cục đó. Thôi là trời. Người ta cắn chỗ nào nên cắn thì cắn. Còn cái này nó cắn tàu lao bác sĩ. Khổ ghê không? Nghiệp chướng. Nó, thấy chưa? Thì nói gì mấy bà hiểu rồi. Không, đa phần mà. Nên từ nơi đó mà mình thấy cái nghiệp giả chưa?
kinh khủng vậy đó. Còn cái bà kia bà đến bà gặp, bà nói thầy tình mà nói con sống với chồng con quá khổ rồi thầy. Hỏi cái gì? Chồng con nó có cái bệnh hôi miệng, hôi kinh lắm thầy ơi. Nói lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơn mà cô quen không nổi luôn, quá hôi kinh lắm thầy. Trời ơi, nói là thầy con chịu không nổi nữa. Nói bà chịu không nổi cũng phải chịu, ai muốn bà lấy nó. Thấy không, kinh chưa? Nói là bà nói là nó hôi miệng rồi thêm nó hôi cánh, chịu nổi không? Hôi cánh đúng là ghê không quý vị. Bà nói bà chịu 20 năm rồi mà bây giờ bà chịu không muốn nổi nữa. Mà bà nói là nó càng ngày nó càng hôi. Vì sao? Vì nó ăn mặn, nó uống rượu, nó tạo nghiệp thì nó càng hôi. Nó càng hôi. Những đức ngày xưa ngoài đời cũng hôi miệng và hôi nách. Giờ xíu cừ. Thấy chưa? Nhưng mà niệm Phật giết rồi đỡ tối đa luôn. Đâu có nữa đâu. Thấy không? Cả mồ hôi nó cũng còn hôi nhiều như hồi xưa nữa. Rõ ràng cái tố chất cơ thể thay đổi. Nên những người mà mình có cái bệnh mà cái nghiệp mình á, mặc dù mình nói chuyện cái hơi quá hôi, niệm Phật ăn chay. Trong kinh Phật nói là túc nghiệp, túc nghiệp tam đồ. Có những cái người mà cái hơi họ mà nói ra mình chịu không nổi, kinh lắm. Nó không tưởng tượng được mà. Cái đó là gì? Nó là cái nghiệp chướng này từng ở trong tam đồ ác đạo, mà quỷ sứ dùng nước đồng sôi chế vào cổ họng. Mà nước đồng sôi bị biết ông đọa trong địa ngục, mà nước đồng sôi nó chế vào tới đâu là nó đi tới đâu, nó lọt ra tới đó. Nước đồng sôi, kinh chưa? Nên cái túc nghiệp này khi làm người trở lại cõi này thì lúc đó cái hơi của mình hôi thối, khi nói chuyện hôi thối dữ lắm. Đây là túc nghiệp. Mà Ấn Độ người nói là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, rồi niệm Phật ăn chay tiêu túc nghiệp. Túc nghiệp khi tiêu là tự nhiên cái hơi nó hết thôi. Cái bữa nay nè, giảng là phải nặng đô nè quý vị, chứ bữa nay bị mệt á. Giảng nặng đô mới nghe nổi, chứ nếu không mà xìu xìu là yếu là... Cũng là miễn cưỡng quý vị, miễn cưỡng giống như ngồi cũng quý mến, cố gắng. Cái không là ngồi ở dưới. Ông mà nhiều cô mình giảng pháp ngồi tội nghiệp ghê, thấy thương ghê. Ngồi mà kêu ngắt ngay. Ngắt ngay thì nó cũng có nhiều cách ngắt ngay quý vị. Mà này mà ngắt ngay ngủ á, giảng ầm ầm á mà có khi nó mệt quá vậy. Những đức biết mà thông cảm cho cái chuyện buồn ngủ lắm. Vì mình ngày xưa mình có từng buồn ngủ. Tội ơi, khi nó buồn ngủ kinh lắm. Nó phải có sự đột phá kinh khủng lắm. Nó mới đánh cái thằng ngủ chạy. Trời ơi, chứ gặp mà lên đây mà ru cái nữa thì thôi chắc nằm vẹp luôn quá. Gặp mà lên đây mà ru á, kiểu mà à, con cố gắng nghe không? Về, cố gắng niệm Phật nha. Trời ơi, cái kiểu đó mà ngồi dữ. Dù cho nói ầm ầm nó cũng không nghe được gì, nó ngủ hay sao không nghe. Mà la kiểu này nó tỉnh veo. Thằng ngủ nó chạy mất tiêu. Đúng không? Nói đột phá mà. Đó. Nên cái người mà ăn chay niệm Phật á, là cái người này á, cái cơ thể mình sẽ có sự tái tạo mới. 100% tái tạo mới mà. Bản thân những đứa ăn chay niệm Phật, những đứa nó rõ ràng 100% nó có sự thay đổi mới. Lạ lắm. Nên những đức nói rằng là tất cả các cô mà ăn chay niệm Phật đi, con người các cô nó từ từ nó đẹp lại luôn. Dù hồi xưa nó xấu nghe, hồi xưa nghe nó xấu á, mà ăn chay niệm Phật chứ nó đẹp á. À, lễ Phật, đúng rồi, lễ Phật hay lắm. Thí dụ như các cô lễ Phật, mà thí dụ như các cô mập quá đi, các cô mập quá mà các cô lễ Phật
mập quá mình thấy nó dư quá. Ngộ thôi, lễ Phật thì nó vừa lạc, nó gọn lạc, nhót. Mà các cô mà thiếu thốn thì lễ Phật thì nó lại lạ lắm. À, cái môn lễ Phật này á, nó còn hơn thẩm mỹ viện nữa. Thẩm mỹ viện nó có tác dụng phụ. Đó. Đắp vào thì có ngày nó cũng bị bệnh đau. Hiểu không? Còn cái này là nó tự nhiên tái tạo mới. Mình cần chỗ nào thì chỗ đó phát triển. Ừ, cái phương pháp niệm Phật lễ Phật nó lạ lắm. Cần chỗ nào thì chỗ đó nó phát triển lạ lại, mới lại. Mấy cô trẻ trẻ nghe cái này cũng mê. Cần chứ, cần chứ. Thật sự mà nói ai mà muốn đẹp, thấy không? Nhưng nhớ nè, người phụ nữ mà muốn đẹp á, mình đừng có nghĩ rằng mình phải làm sao mình đẹp để cho đàn ông nó mê. Mình cái tâm đó mình có tội nên nó không có đẹp. Mà cái tâm của người phụ nữ mà mình muốn mình làm đẹp cho đàn ông mê á, là cái tâm đó là mình quyến rũ. Mà cái tâm quyến rũ là nó bị ma, ma dục nó theo. À, ví dụ như bây giờ mình là phụ nữ, mình nghe đạo rồi, từ hôm nay giảm tối đa cái chuyện mà bận đồ mà áo dây quần ngắn đi. Tại những cái loại đồ đó nó khiến cho ma dục đi theo, ma dục vọng đi theo. Đó, mình đi ra ngoài đường đi một vòng là bao nhiêu đàn ông nó nghĩ tầm bậy. Nên mình chồng cái nhăn địa ngục vào tâm người ta thì cái mình cũng bị địa ngục rồi, không có chạy khỏi đâu. À, còn khi mà các cô mà mặc đồ kín đáo á, các cô sẽ đẹp lắm. Trời ơi, không hiểu gì chứ. Thí dụ như cái mà người ta nhìn được thì nó bình thường, cái mà nó không nhìn được nó mới tức thì nó mới đẹp. Hiểu không? Đó. Nên á, tại sao mà ngày xưa trai thành phố nó thích gái miền quê? Tại gái miền quê ngày xưa nó bằng đồ kín đáo, nên vì nó ấm ức nó tức, không biết nhỏ này sao nó mới thích. Còn ở thành phố thì bằng đồ, đồ này đồ kia khoe tùm lum, nên thấy rõ ràng hết rồi, bình thường quá. Hiểu không? Đó, nên nó có những cái mà giống như dở dở ương ương á, thích. Dở dở ương ương nó mới thích. Vì nghe bài hát chưa? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời hết vui khi đã dạng câu thể. Đó. Giống như mình lỡ mình làm rễ, mình chưa được vợ, trời ơi, nó làm không biết mệt, làm quá trời làm không biết mệt. Nhưng mà lạ thay khi được vợ rồi đó, lỡ làm mệt. Tại vì sao? Mục tiêu mình làm là để được vợ, nên mình làm mệt mình nói là làm để được vợ đó mày. Làm cố lên để được vợ. Mày mà làm vợ, ông già nghỉ gả là mày tiêu. Gán lên con để ông già ông gả con gái cho, nên mình làm không thấy mệt. Nhưng mà đã được vợ rồi, nên khi mình làm mình nghĩ không còn mục tiêu nữa. Tại vì mình đã được vợ rồi, nên lúc đó làm nó mệt hơn là lúc chưa được vợ. Đó. Thêm nữa mình cũng muốn chứng tỏ nữa. Khi mà mình làm mà cô đó mà ở trong cái cửa sổ, cô đứng mà cô vẹt cái cửa sổ ra nhìn. Ừ. Lúc đó là tự nhiên mình thấy trời ơi, làm không thấy mệt. Làm hồi nãy tới giờ thấy nàng nhìn mình kìa, làm kinh khủng lắm. Bởi vì hồi xưa những đứa cũng tâm lý ở trên Đà Lạt nam nhiều lắm, bằng đêm làm đổ bê tông. Có nhiều chú mới vô chùa, ông đẩy xe gùa không có nổi, cái xe gùa ông đẩy cát đá không có nổi. Vậy nó mấy cái ông này mới kiệt tìm cái thuốc gì mà trị mấy ông này để mấy ông phát triển cái sức khỏe. Cuối cùng nhà Đức lựa bốn cô gái đẹp đẹp, bốn cô đẹp đẹp vô cổng tu lựa bốn đứa. Xong cái những Đức cho bắt một cái bàn dài, pha cà phê, đứng pha cà phê chứ làm gì.
đứng qua cà phê cái mẹ đứng qua cà phê ngay chăng cái đống cát đá mấy anh làm. Thì Nhân Đức nói rằng mấy anh em ơi gán làm lên, mấy cô qua cà phê đó. Rồi ô thư sinh gì tôi đẩy xe gỗ té ạch. Mình nói thôi để nổi thôi nghỉ đi, chú mới vô thấy chú yếu làm nổi. Không, con không yếu đâu thầy, con sao yếu được, con đẩy không quen nữa chứ con không yếu đâu, con đẩy cho thầy coi. Trời ơi, mỗi bữa kêu hoài không chịu đẩy, đẩy tá lả ở bình vậy. Mà được cái gì đâu, chỉ được đứng đó nhỏ này. Nhân Đức nói với bốn đứa, Nhân Đức nói vậy nghe, nghe lời nghe, đứng đây pha cà phê ngồi ghế, cứ mấy chú mấy thầy đẩy qua đẩy lại cứ ngồi cứ gì nè, cứ làm gì hoài đi là sẽ thành công. Trời ơi, bữa đó làm nó gấp 3-4 đêm khác, nó làm thấy ghê. Mà có được gì đâu, chỉ ngồi ngồi giống như nam mà chỉ cần nữ mà nhìn á là nó ghê lắm. Nhìn tao nhìn á coi tôi khỏe nè, tôi làm việc cho mà thấy, thấy chưa, vợ vợ ương ương, vợ vợ ương ương. Chứ gặp vợ mình nhìn thì nói chi nữa, vợ nhìn nó còn tác dụng phụ nữa, hiểu chưa. Đó mà cái tác động là cái người vợ vợ ương ương ghê lắm, có kinh nghiệm. Bởi vì mình làm việc mà cũng phải có chiêu quá chứ không có dễ đâu nghe, chiêu quá đó. Nên dẫn quân đi mà thành công là tướng quân nó phải thông tình đạt lý, thông tình đạt lý. Giống như năm xưa Tào Tháo thông minh lắm, nguyên cái đoàn quân của ông khát nước, kéo quân đi mà khát nước quá trời khát. Bắt đầu là tướng quân mới đến nói với Tào Tháo, bây giờ quân lính khát nước quá trời khát, đói khát đi hết nổi. Tào Tháo ngồi suy nghĩ, à được. Tào Tháo mới đứng lên nói rằng, này ba quân, phía trước chúng ta còn một đoạn đường không xa nữa. Ở đó có một vườn lê rất là ngon và có một hồ nước rất là ngọt. Tất cả mọi người tranh thủ đi đến nơi đó, sẽ có lê ăn, có nước ngọt để uống. Thì khi quân lính nghe như vậy, bắt đầu là nước miếng nó chảy ra, vì nó thèm quá, nó nghe lê ngon, nước ngọt, đồ ăn ngon, nó nghe gì nó chảy nước miếng. Và khi nó chảy nước miếng thì nó mới nuốt vô bụng, lúc đó nó đỡ khát, nó tiếp tục nó đi lại chỗ đó, đi tới chỗ luôn mà vẫn chưa có, mà cuối cùng tới cái nơi đóng quân mà vẫn giữ được cái trạng thái của quân lính. Ghê chưa, câu chuyện đó Tào Tháo nổi tiếng luôn, thông minh, em thấy công nhận không? Nên cái việc mà kích thích người ta là một cái việc mà không đơn giản đâu quý vị. Kích thích người ta mà hừng hực cái tâm, tu phải có sự kích thích. À, có những người họ nói chuyện một phát thôi con người bị hừng hực ngực lên. Có những người họ nói vài câu thôi quý vị, chán quá, không có làm được. Họ nói ra cái mà làm không được, dù là chánh văn, nhưng đừng đi chánh văn vào cái người không phù hợp, hiểu không? Mình đi vào cái chợ duyên cho cái người mà yếu, thì từ từ mới đi vào chánh văn. Người như vậy mà gọi là phương tiện thiện xảo để độ sanh. Yeah. Giảng sao biết mà ngồi nghe ngon lành là thấy ngon à, đúng không? Nghe ngày bốn thời mà vẫn mê. Thấy chưa? Nó, mà hay nghe, cái miệng thôi mà nuôi bao nhiêu ngàn người, có làm gì đâu, có miệng không? Bởi vì nói hồ cũng đáng, thật sự luôn, thấy không? Có nhiều cô nói thầy đâu có hô gì mấy đâu, nhưng nói thầy tôi chua chề ra đó. Cô chề nè. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi có duyên là ta thương quý vị rồi. Quý vị thấy không? Cái miệng niệm Phật, cái miệng sẽ có duyên. Vậy thì ai muốn có duyên thì niệm Phật đi. Đó. Cái miệng cứ thường xuyên cứ gì nè, cứ niệm hoài đi. Cái miệng niệm với nó dẻo cái miệng. Ừ. Nhiều cô mà hôm qua tới giờ mà hôm nay nhìn thấy mặt cũng đuối. Một hai cô thấy mặt đuối đuối. Nhưng mà nhờ nạp pin kiểu này nó tỉnh lại nữa. Đúng không cô Trưng? Nạp pin tỉnh lại liền. Nạp pin nằm ầm. Cô mà mắt kiến này đuối đuối đuối.
chứ mọi bữa là cậu ngồi đuối vậy ơi, chứ không chọn sức người mà, vậy thấy không? Mà vị công nhận là sức những đức cũng dữ thiệt nghe, thì công nhận không? À, bởi vì biết rằng cái sức những đức mà được gì là từ đâu ra không? Hả? Niệm Phật thì là niệm Phật rồi, nhưng mà vì quý vị mà được gì nè? Ừ, vì người ta mới được gì, mà có Phật hiệu là vì người ta đó. Nên vì người ta nên con người mình phát hết năng lực luôn. Là vì người ta về đây, lâu lâu người ta mới được về đây, nên mình vì người ta hết lòng nên nó mới phát triển được cái năng lực như vậy. Chứ bây giờ lâu lâu người ta mới có về đây một lần, bây giờ người ta đi chuyến này biết khi lần sau người ta có đi được không? Có nhiều người mà bây giờ kìa, người ta coi kìa, mà trên mạng người ta nhắn tin nói trời ơi thầy ơi, con ước ao gì không biết chừng nào con được về chùa thầy, thầy nói bị coi đó thấy chưa. Mà bây giờ người ta được về đây như vậy thì mình phải hết lòng hết dạ chứ à, đúng không? Không, những đức có nói gì chứ ông tu, thầy tu thì tu với tình cảm quý vị, sống tình cảm, không tình cảm chắc là thích quý vị ơi. Ta cái cõi này là cái cõi tình cảm, ái không nhiễm không sanh ta bà, mình sống cõi này mà không tình cảm sao mà được đó. Chị nhớ nghe, một ông thầy tu trong cái cõi này mà nếu không tình cảm là không độ sanh, không tình cảm là không độ sanh. Mà ông phải là có một cái năng lực tình cảm cao độ, nhưng ông đừng có tình cảm vào một người nào cá nhân. Vậy thì hay dữ lắm. Cái bài thơ Thanh Sĩ hay đúng không? Bài thơ đọc nhiều lần đó, mà mỗi lần đọc bài thơ đó vẫn thấy hay. Tôi có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lẳng cả non sông, tình yêu chan chứa trong vàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Không chỉ yêu riêng khách má hồng đúng không? Nếu khách má hồng muốn được yêu thì chăm tâm trí hãy xây chiều, hướng về phục vụ cho nhân loại, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Ta đã đa mang một mối tình, dường như thề hải với sông Minh, tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh, đúng không? Bài ca, cái bài thơ rất là hay, đúng không? Yêu nhưng mà yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nếu bây giờ mình muốn được yêu thì mình quay về phục vụ chúng sinh. Cái bài này rất là hay, thấy hay công nhận không? Nó nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta gặp nhau phải có tình cảm, không có tình cảm sao ngồi nghe pháp? Nó thật sự luôn á. Con người mà nó không quý mến giờ nghe mới được, mình không quý sao nghe? Bây giờ ai ở đây mà ghét những đức mà ngồi nghe giống như bị tra tấn, thôi cố gắng ngồi đi. Có cái bà kia bà nói, con nói thiệt với thầy, con biết có cái nợ gì với thầy kỳ, con nghe thầy giảng con ghét cay ghét đắng. Hồi xưa con nghe thầy giảng con ghét thấy ghê luôn. Con nói thì sao mà không mấy bà này bà nghe đông, con ghét con ngồi. Nó nói là nghe ghét cay ghét đắng mà con ghét con ngồi. Con thấy người ta ngồi con tức quá, con ngồi luôn thử coi sao. Con ngồi với con dính luôn. Ngộ ghê không? Quý vị biết rằng có những mối tình đó nghe, mà ban đầu không phải yêu nhau đâu, nhưng mà lần lần nó mới yêu, mà cái mối tình này nó mới là tình đẹp. Còn cái mối tình cái mối tình mà nó vừa gặp nó yêu say đắm, nó yêu lâm ly bi đát, nó yêu mà đến mức mà trời ơi bỏ cơm bỏ ngủ. Tình yêu này nó mau xa nhau lắm, tại nó dồn hết cái tình yêu đó là thở ban đầu. Nên cái cô đó cô nói rằng bây giờ con nghe thầy từ từ con thấy mới thích, chứ ban đầu con ghét thầy giảng, cái mặt ông thầy thì ghét cái mỏ nhọn quét, nó nhìn giảng la ấm sùm, mà con thấy mấy bà này bà ngồi hoài con ghét con ngồi luôn. Bà nói ngồi viết sao thầy giảng cho chúng ngay con luôn, sao con thấy ông thầy giảng chúng ngay mình không ở chợ cũng hay. Từ
từ với bà nói rằng bây giờ mà thứ bảy chủ nhật con không đến là con chịu không nổi. Chứ nghe chứ nghe ghiền á, biết không? Từng nào cũng vậy mà sao ngộ. Nghe vui rồi ở nhà nghe suốt. Bà nói bây giờ là nhà là cứ là gì rảnh rảnh là cứ chạy vô phòng đóng cửa, bật thầy lên nghe giảng rồi cười khư khư, viết từ từ chụm mình luôn. Bà nói ngộ tới ghê. Bà làm bà nghe pháp bà ở tù này, chồng nó đi lặng lặng bên ngoài nó không chịu, nó không cho nghe, không có thích khi con nghe pháp của thầy. Nó, bây giờ con phải trốn con nghe, mà càng trốn thì con càng phái nghe, cái kiểu đó mới lạ nha. Đúng không? Thí dụ như mình mà thích ai đi mà không cho mình gặp người đó, trời ơi nó thích ác đạn hơn, vì nó đã không cho nó gặp nó mới thích, nó càng thích nhiều hơn nữa. Nó không gặp được nó nhớ. Họ cho nó nghe đại gì nó nghe giết đủ à. Mà thường nghe Phật pháp mà làm là nó tiêu hóa, càng nghe nó càng thích. Còn nếu nghe mà nó không làm là nó ứ, giết rồi nó ói. Thấy không? Cái hay ghê không? Ứ, ói. Nó thấy chưa? Công nhận thiệt, có những cái câu nói lạ ghê. Hiểu không? Nên quý vị nhớ nghe, học Phật mà học cả đời được là do tiêu hóa được. Tiêu hóa là gì? Là hành trì á. Là mình làm á quý vị. Nên tiêu hóa được thì mình thích Phật pháp. Còn bây giờ mà nó không tiêu hóa được thì nó ứ. Nó ứ là nó đầy quá. Đầy quá thì nó ói. Chứ làm sao như ăn mà không tiêu thì ói chứ làm sao. Đó. Mà ói đâu có ngon đâu. Tiêu hóa mới tốt. Thấy không? Nên những gì những đức giảng quý vị nghe là nó sẽ tiêu hóa được, vì nó dễ nghe. Chứ nó không có để cho quý vị nặng căng nặng đầu. Còn nhiều người người ta giảng là nó nặng đầu óc quý vị suy nghĩ. Còn những đức giảng quý vị đâu cần suy nghĩ đâu, dễ nghe quá trời mà dễ hiểu quá chèn luôn. Dễ nghe quá trời mà dễ hiểu quá chèn luôn. Đúng không? Nên từ từ đó người ta mới thích ta nghe. Mà công nhận thiệt, cái lễ cái này mới thấy, ở đâu mà ở phương xa gì mà người ta nghe, ta gặp mình ta mừng thấy ghê. Đúng là cái kiểu mà không gặp được, gặp tivi không à, gặp ở ngoài mừng, mừng ghê. Ta mừng kinh khủng luôn. Cái kiểu như mà coi tivi không, mà có nhiều cái mình giảng mà giúp cho người ta cởi mở tâm tư, người ta cảm ơn, thì rõ ràng khi người ta cảm ơn, người ta cảm ơn được là do gì? Người ta có kết quả tu, ta mới cảm ơn được quý vị ơi. Ồ, quý vị bây giờ ông thầy ông giảng mà mình có lợi ích đi, người ta có nói cỡ nào nói mình cũng nghe, vì ông giảng mình được lợi ích. Còn ông giảng mà không lợi ích là người ta nói mình dễ dao động tâm. Nó thí dụ như mình đến với nhau mà mình được lợi ích của cái tu nghe, là không ai dao động được tâm quý vị đâu. Vì phải thấy lợi ích xác thực sao bỏ, đúng không? Không, cái đặc biệt là quý vị đến những đức là đặc biệt dễ dở ngương không? À, ngồi nghe gì chứ quen gì quá trời, nhưng mà có gặp nhau gì đâu, có nói chuyện với nhau đâu, toàn là giảng chung không à. Hay, cách này hay. Hay. Bởi vì quý thầy trong chùa những đức có thường nói, tuyệt đối đừng có bao giờ mà lễ lọc đồ mà kiểu mà đứng mà kiểu mà chỗ nào đó nói chuyện rồi với phái nữ đồ, đừng có mất công, lo làm việc đi. Đừng có đứng đầu này đầu kia nói chuyện chi mất công. Mà mình là người phụ nữ đi về chùa, đừng có nói chuyện. Học tập Phật pháp thôi. Nữ chơi với nữ. Hiểu không? Nó đừng có đứng chơi với họ. Tuy là mình nhìn thấy họ trẻ hơn mình, khi mình nói chuyện với họ động tâm mình sao? Ừ. Tại vì có khi tôi có tình yêu rất đậm nồng. Nó yêu bất tử chết mồ. Hiểu không? Kẹt khó tu. À, nhất là thanh niên mà họ chưa từng có người yêu, họ ưa yêu tầm bậy lắm. Họ yêu một cái rồi cắt không đứt, kéo không ra. Mà họ nói với mình bây giờ không yêu họ là họ tự tử họ chết, thì mình cũng bị chướng ngại con đường tu. Hiểu không? Khi mình nói chuyện với họ bình thường đâu biết họ yêu mình đó. Nhất là mà mình ngồi ở đâu mà họ cứ nhìn mình là họ yêu mình đó. Kẹt. Ồ. Ừ. Mình ngồi ở đâu mà họ cũng nhìn mình. Dù như đức giảng bị nhìn như đức thì không có sao.
Nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như cái chú nào trong chùa hay là cô nào mà kiểu mà gặp nhau là cứ kiếm nhau được. Ồ, giết nó, tình cảm nó sanh ra đó, trời, nguy hiểm. Hiểu không? Đó, mình có thằng chồng đã khổ muốn chết rồi. Bây giờ mà còn dính thêm cái cụ lôi nó phiền phức. Ồ, phiền phức lắm nghe. Đừng có tạo thêm cái gì khó đi giảng sanh với bị ô. Ồ. Không, cái chúng chùa mình đặc biệt là hu cái là u liền. Thấy chưa? Làm sớm tụi quý vị ơi. Mà nó làm cho cái người buồn ngủ cũng tỉnh nữa. Bởi vì ca sĩ mà ta hát cái mà ta mê. Cái chúng chùa mình luôn. Đúng là cái chúng chùa mình là rèn ra là ghê thiệt chứ. Không phải dễ tìm cái hội chúng này đâu quý vị ơi. Thấy chưa? Nó, ôi ôi. Ca sĩ ta hát một lần mà người ta muốn hát chùa mình không đó quý vị ơi. Ta lỡ chùa mình ta nói sao nó an lạc ngộ quá. Đi nhiều chùa mà đâu có an lạc được gì. Đúng là vậy, là cái từ trường chùa mình không đơn giản. Nó thiệt luôn. Ai đến đây cũng một cái cảm nhận thù thắng đấy ghê. Những đức nói với vị đi đến đây mà cái từ trường này nó giúp cho vị kia hết buồn luôn. Cái từ trường thôi đó nghe. Đó, cái từ trường đó mà hết buồn á. Nó về tiếp tục mà tu. Tiếp tục niệm Phật. Rồi gây dựng cái tâm niệm Phật rồi từ từ ăn chay trường luôn. Ăn chay trường đi. Khi mà ăn chay trường rồi nó vui, thiệt là vui. Vì mình đâu có làm cho chúng sanh đau khổ đâu. Hiểu chưa? Ăn chay trường đi, nó đặc biệt lắm. Dừng sát nghiệp lại. Đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng. Tôi ăn chay trường thiếu chất dinh dưỡng đâu. Cái bụng tôi nó còn bự ngày xưa uống bia. Ngộ ghê. Tôi đặt câu hỏi nó, ủa sao khổ người ta ăn chay trường mà sao bụng bự hơn bụng bia ngày xưa. Lạ. Ngộ ghê. Hiểu không? Mấy cô mà ăn chay trường đi, rồi mấy cô cho thấy à, ăn chay giết đi, sắc diện mấy cô đẹp lên, da mặt đồ đẹp. Từ từ đó, người sẽ chuyển biến đặc biệt. Nghĩ ăn thịt thôi, ăn chay đi. Mà ăn chay bây giờ nó phong phú lắm. Đâu phải như ngày xưa gọi là ăn tương ăn chao đâu. Ôi trời ơi, đồ chay người ta bây giờ còn ngon đồ mặn nữa. Thấy chưa? Mình khỏi sát sanh. Thấy không? Còn ví dụ như ban đầu mình ăn chay chưa quen, mình ăn trứng đồ kèm kèm đồ vô, từ từ rồi từ ăn chay luôn. Kệ phương tiện. Ăn chay ban đầu mình ăn chưa quen là tỏi rồi mình phi rồi từ từ mình xào đồ cho nó thơm thơm. Rồi từ từ mình ăn, từ mình dứt luôn, mình ăn chay bình thường luôn. Nó, thật sự cái gì nó cũng đi từng đường, con đường bước tới. Ôi ơi, ăn chay đi, nó đến lúc nó mập dữ lắm. Trong chùa mình các cô 60 mấy, 70 mấy, 80. Làm việc quá trời làm luôn, làm ầm ầm, vác đồ cày cày. Nó, chứ có gì đâu. Nó, khỏe quá trời luôn mà. Nói vậy tới quý thầy mấy chú trong chùa không làm việc quá trời rầm rầm. Nó những đức, thấy không? Hai vị tỷ hay không? Hồi nãy bên đó qua là gỗ khang khang. Hai vị biết sao mà nãy khang tiếng không? Ngủ quên. Ngủ quên. Nó về nhà nó ngủ dễ. Bên kia không chịu ngủ, vô duyên vậy đó. Bên kia nó không chịu ngủ, nằm hoài cũng chịu ngủ nữa. Về đây nằm đâu ngủ đó à. Mấy ngày nay không được ngủ, giờ ngủ. Hồi nãy còn nửa tiếng đồng hồ nữa. Mình nói để em nằm chơi một chút đây. Ngủ luôn chàng. Mở mắt ra 9:45. Thì bên đây cho đứng lên rồi. Trời ơi, đắp y, đắp lia, đắp lia. Quên bằng cái quần đùi luôn à. Kiểu mà cho đứng lên đó mình gấp gáp đó quý vị ơi. Bởi vì bên đây mà ai mà đứng lên là tôi nôn ruột. Bởi vì gì tôi chuẩn bị trước không mà. Còn với bữa nay tự nhiên giật mình. Ủa sao mà bữa nay sao nghe không nghe điều đi chung nghe. Ngủ quên rồi. Ngủ quên đâu nghe điều đi chung bên đây niệm đâu. À, xong bắt đầu bệnh mệt có mấy ngày nay quý vị. Ngủ liền. Mở mắt ra một cái. 8:45. Ủa. Nay sao 8:45, mấy giờ kỹ rồi ta? 8:45. Ủa đứng lên rồi, sao? Đứng lên.
Xẹt thái độ. Lý lịa chứ. Khi mà bận đồ mà nhanh quá mình sọt cái quần mình, cái chân mình, quý vị, cái chân mình vậy nè, nó sọt vô cái đáy quần té cái hứ cái rầm đậu khổ thế ghê. Bây giờ mập té như cục bột. Đúng là đắp y đắp lia đắp lịa chứ. Chạy qua ta thấy ta đứng lâu giờ lâu thế kỳ, hiểu không? Mình ghê thiệt. Vậy mà qua cũng giảng ầm ầm hết quý vị. Đúng là ghê thiệt chứ. Đúng là gặp nó đang đơ của đó sao mà qua giảng, đúng không? Mấy vị thấy như Đức nằm ngủ thức dậy mà qua bị thấy cũng khang khang tiếng, nhưng mà không phải đến nỗi mà nó mặt khừ khờ, đúng quý vị? Giảng ầm ầm liền. Ghê thiệt chứ, cái gì nữa. Đúng là pháp môn niệm Phật này phải niệm Phật đó nghe. Nhờ niệm Phật có đường vậy chứ. Phải nhớ nghe. Mình phải thương chúng sanh thì là thương Phật đó nghe. Thương chúng sanh là thương Phật, chắc chắn gì luôn. Nhớ nè, càng tu càng dễ tính, càng tu càng dễ tha thứ, càng tu buồn người ít, không buồn người lâu. Đúng rồi đó, tu vậy đúng rồi đó nghe. Một con người cực kỳ khó khăn luôn, càng tu càng dễ lại. Có người dặn cực kỳ dặn dai luôn, càng tu càng dặn không dai. Được rồi đó, tu có kết quả rồi. Còn có người này dễ tính, tu ra khó tính, tu sai. Có người này dặn ít, tu ra dặn dai, tu sai. Dễ nói dễ hiểu quá trời, lấy xem lại mình tu đi. Nghe không? Chị em sống với nhau, gặp nhau phải có đụng chạm. Ta nói không đụng chạm không thương nhiều. Không đụng chạm không thương nhiều. Hiểu chưa? Chị em phải có sự đụng chạm, nhưng đụng chạm rồi mình lại cởi mở với nhau. Cởi mở liền, vậy thì mình quá hay rồi. Mình mới biết được sự tu của mình là như thế nào. Như thế nào? Hiểu không? Bây giờ mình biết tu rồi, về vợ chồng đụng chạm mình cởi mở liền. Cởi mở liền. Cởi mở liền. Cởi mở liền. Hiểu không? Đã là đụng chạm rồi thì mình phải về, mình cởi mở liền. Tùy quý vị hiểu. Chỗ nào cũng được hết. Hiểu không? Cỡ mở tâm trạng cũng được, mà cỡ mở cái gì cũng được, tùy nó muốn cỡ chỗ nào cỡ chỗ đó. Hiểu không? Nhưng mà phải nhất định phải cỡ mở liền cái tâm trạng. Hiểu không? Cỡ mở tâm trạng rồi đi, rồi muốn cỡ gì cỡ. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Hiểu không? Đụng chạm cái mình về nó thôi, em có lỗi rồi, thôi hoan hỷ nghe, không có buồn giận nữa nghe không? Vợ chồng sống với nhau mà bực bội hoài, cứ nhăn cái mặt là cái nhà này nó nóng nực. Thôi được rồi, em có lỗi mà. Trời ơi, đàn ông mà như lửa, mình như nước vậy. Mình tạt vô lửa, lửa tắt. Chứ bây giờ nó như lửa mà mình còn lấy dầu xăng mình chế vào, cháy nhà luôn chứ là biết gì. Dạo có người dư nhắc bài đà hoàng chứ giỡn đâu. Thế giờ cháy nhà luôn, đừng có chuyện giận chờ. Ví dụ như đàn ông đang bực bội mà mình đi qua lại mặt mình kinh kênh, nó tức. Tức quý vị ơi. Nó làm tới chuyện luôn, thấy không? Còn chồng mình nó đánh một cái mình chạy. Đánh nhẹ cái chạy liền. Hoặc là chưa đánh được luôn, vừa đưa tay chạy cái dù. Sao bị đánh? Mình như mình mới khôn. Kệ, tôi nhát. Nhát mà không bị đánh còn hơn bà gan bị đánh tối ngày. Tôi nhát lắm. Chồng vừa đưa tay lên, ô chạy. Quay lại, quê chưa. Chồng nó cũng mắc cười mấy cô. Chồng nó mắc cười, tạo con vợ này tao dễ thương dữ vậy chợ. Cái kiểu đó đàn bà dễ dễ thương lắm mấy cô ơi. Đàn bà đàn ông thương dữ lắm. Cái kiểu như mà nó vừa đưa tay lên mình chạy cái dù, mình chạy xong mình làm mắc cười quá trời mắc cười, mình quay là mình nói quê á.
Anh chạy cái dù đi mất tiêu. Sao đánh được mình? Chúc nó nguội nguội mình đi về. Chúc nguội nó đi về. Trời ơi, vợ chồng mà sống vậy trời sớm ta thấy cũng mắc cười. Người đàn bà nó khôn quá đâu có bị đánh. Có kiểu mà nó mà nóng lên cái mình nè, đánh. Tát mặt, tát đây, tát đây. Ở đây cũng có những bà gì nè. Bất bỏ lên, nè, tát ngay đây nè. Ngay đây nè. Đúng là nó không dự định đánh đâu. Quýnh đi. Bóc vô mặt. Xong quay cái mặt bên kia. Đánh đi bên đây nó đi. Trời ơi, nó dại gì đâu mà kinh khủng đi. Nằm đó. Đánh xong cái đưa cái mặt lên gì nè. Cái kiểu như nó quýnh xong rồi nó tức đưa cái mặt lên mà nó dầm thêm một cái đâu còn cái găng ăn cháo rồi hỏi với bà nó quýnh gãy găng rồi nó cho tiền đi chồng răng thì cũng là răng giả nó quýnh gãy găng thiệt rồi ngu chi kỳ cục đi chợ thôi 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 mệt quá nó quýnh không nó cho tiền đi uống thuốc thôi mệt quá tôi khỏe vẫn còn ngon nó vừa đưa tay lên chạy cái vô quay lại quê. Ông lẽ nó chạy theo kịp mình chạy vù vù đi mất tiêu rồi hiểu không nó... mình khôn đi chạy ra nhà chồm sớm cô bác ơi ông đánh tôi thì người ta can ra sao đánh được mình đàn bà như mình khôn chứ mình ngồi đó mình cãi lý mình cãi nó đè nó quýnh chết mù hiểu không cuối cùng bầm mặt bầm mãi cho người ta cười chê chết. Hay không nhất là nó đánh một cái đừng có đưa mặt nữa nghe chưa. Nó đánh đó. Đưa mặt ức quý đánh chứ sao. Không đánh quê. Hiểu không. Nó mấy bà tôi chỉ kỹ hết trơn rồi đó. Hiểu không. Không những đứa thấy giảng pháp toàn là những đứa nghiêng về phái nữ không nghe. Còn mấy ông đàn ông mà không nghe tên. Không nghe tên tuổi gì chân luôn. Tại vì đàn ông người ta ít vấn đề. À, còn phái nữ nhiều vấn đề quá. Ông mà mấy ông mà mấy ông mình cũng phải chịu lép thôi. Vì sao không? Đồng quá. Nhìn tới nhìn lui toàn mấy bả không. Ghê quá. Mấy bả không à. Bây giờ mình nâng mình lên một cái thôi coi như là xong. Mấy bà mà bay lại thôi, mấy bà khỏi cần làm gì. Không cần làm, bà thổi thôi. Những đức nó giờ những đức cùng với mấy ông ngồi đây nha. Nguyên một cái vàng này họ đi một vòng ngang. Mình chỉ ngồi mình khúm núm gì thôi. Mấy bà đi ngang, mỗi bà đi ngang mới làm nè. Qua qua một vòng nữa là chết ngộp. Ngộp. Nghe không? Cuối cùng người ta đưa lên là đời ông thầy Đức cả đời quanh quanh liệt liệt. Nhưng chết một cách vô cùng nhục nhã. Hỏi ông chết làm sao? Sau này người ta hỏi ông chết làm sao? Ông đó ông tu quá trời, ông dẫn người ta tu đông thấy ghê. Ông chết kỳ cục. Hỏi chết làm sao? Bị thổi chết. Bị Phật tử nữ nó thổi chết quéo. Tại vì chuẩn bị thở. Tại đông quá phải không? Mình chuẩn bị vừa bỏ thở nè. Chưa thở được phải không? Mấy bà làm. Mấy bà đi ngang qua thổi hoài. Mình thở không được. Cuối cùng ngộp. Chết chứ sao. Ghê không? Bây giờ tôi thấy. Bởi vì ông mình giảng cái này mắc cười quá quý vị ơi. Giảng này hết buồn ngủ đó cô Sưng. Hết buồn ngủ dẫn đâu nghe. Đó nên từ nơi đó mà thấy phái nữ nhiều quá. Nên tôi ưu ái cái gì tôi cũng giảng phái nữ không. Đàn ông thì nghe thì tự điều chỉnh. Nhưng nói tóm lại là mình là đàn ông mà đánh vợ con thì nó cũng kỳ. Nhớ không? Cái tính đó nó quen thật. Tính nó quen thật. Đàn ông mà mình đánh vợ với nó quen cái thật đánh. Nó đánh lần được đánh hoài. Thôi đừng có tập lần đầu. Mình tức quá mình đi chỗ khác đi. Mình tức quá mình đi chỗ khác đi mấy ông. Thế nó nói cũng tội nghiệp nó. Chết ché chó ché chó ché gì chứ cũng tội nghiệp à, phụ nữ mà chó ché vậy tội nghiệp đánh nó khóc là tội nghiệp.
phụ nữ thì nói vậy đó, la cứ khơ khơ vài tiếng thôi chứ hù một cái sợ, la một cái sợ lắm. Như trong chùa mấy cô này, chó ché, đứa lợn này im được chưa? Im gu. Nhưng đứng nói chùa mình công nhận mấy cô mình nó được ghê. Chỉ cần cái gì mà những đức lợi đến nay rồi đó là xong, không dám, khỏi cần nói luôn á. À, im gu không dám gì chứ. Chị em mà đứng nói qua nói lại nha, đứng này ngang đây đói bụng rồi hả, mua đồ ăn cho ăn rồi im gu. Nói câu ghê ghê không? Đói à hả? Thấy không? Nên từ nơi đó thấy không? Vậy đó thấy được ghê ha. Đông vậy mà cũng được ghê. Xuống nhà bếp làm kịch liệt chứ. Chị em làm chung. Vậy là quá được rồi với mấy cô. À, mà mấy cô đi vô chùa mình, mấy cô thấy cái đội ngũ làm việc của mình, mấy cô thấy được không mấy cô? À, mấy thầy, mấy chú thấy được không mấy cô? Có ai lạng hoạn gì không? Ai xin tiền bạc gì không? À, cho tiền bạc nhận không? Vậy là được quá rồi, đúng không? Cứ như vậy mà sống, về nhà áp dụng như vậy mà gia đình này mà sống, từ gia đình lớn này phát triển gia đình nhỏ, cứ như vậy mà sống đi, hiểu không? Còn lúc nào đi đến đây cộng tu cũng được, lúc nào rảnh rảnh là cứ đi đến đây cộng tu, hiểu không? Lúc nào sắp xếp được chuyện nhà mấy cô cứ đi đến đây tu, ở phương xa gì cũng vậy chứ. Lúc nào sắp xếp được việc nhà, chỉ cần có tiền xe đến đây là được rồi, đây là tu được. Không có quan trọng đi đến đây phải cúng dường gì, ai cúng là kệ người ta. Mình không có tiền mình A Di Đà Phật, không có lo, đừng có lo nghe. À, lợi chùa mình là gạo bao la, khỏi lo, hiểu không? Đó, nhớ nghe, nhà Đức nhắc gì cho tất cả những bà con ở xa đến đây đó, lúc nào sắp xếp đến đây tu cũng được. Còn các cụ già già mà sắp xếp được chuyện nhà hết trơn, vô đây ở đi, vô đây ở tu, hiểu không? Khỏi cần lo, cuộc đời còn lại là sống thụ ngon lắm, không khỏe mà đó. Vậy là quý vị biết cái gia đình này là ngon, đây là đại gia đình đặc biệt nha. Hồi nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị an lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta nguyện đời này về cực lạc nha. Thôi chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.